Các pháp sư của Pakistan vừa mới đúc xong phôi của một chiếc bánh răng khổng lồ. Lúc này nó vẫn còn đang đỏ rực và bám dính rất nhiều tro bụi. Họ sẽ chờ vài ngày cho nó trở về nhiệt độ phòng trước khi vệ sinh và cắt gọt những chi tiết dư thừa rồi chuyển tới xưởng gia công để hoàn thiện. Các bạn thân mến, để chế tạo ra những chiếc bánh răng khổng lồ thì các cường quốc công nghiệp phương Tây đã phải tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng những nhà máy sản xuất tối tân. Thế nhưng ở Pakistan, thứ duy nhất họ cần chính là đôi bàn tay kỳ diệu của mình. Và trong video này, chúng ta sẽ cùng xem cách thợ máy Pakistan khiến cho các cường quốc công nghiệp hàng đầu phương Tây phải gọi bằng mồm nhé. Bước đầu tiên trong quá trình sản xuất là đào một cái hố rộng 3 mét trên mặt đất. Cái hố này sẽ được dùng để tạo ra mô hình đúc cho bánh răng khổng lồ. Những công nhân đã xác định điểm trung tâm trong cái hố lớn và dùng thước thủy để điều chỉnh vị trí của ống vuông. Chiều cao của ống vuông sẽ quyết định độ dày của lớp đất đúc nền. Sau đó, họ đổ đầy đất đúc vào hố và dùng bàn cào để cán phẳng khuôn đất. Việc làm này nhằm đảm bảo lớp đất đắp vừa đủ bằng với độ dày của ống hộp. Sau khi xây dựng xong nền móng cho khuôn đúc bánh răng, họ sẽ vẽ một vòng tròn có đường kính 2m lên bề mặt đế. Kích thước của vòng tròn này sẽ quyết định kích cỡ của bánh răng. Bước tiếp theo, những người thợ mang đến khuôn đúc răng đã được chế tác sẵn. Họ sử dụng một công cụ định vị các răng khớp đúng vị trí nhằm đảm bảo rằng phần răng và phần thân của bánh răng không bị lệch. Sau khi điều chỉnh vị trí chân răng cẩn thận, những người thợ này vẫn cần dùng thước cặp để đo khoảng cách giữa các răng nhằm đảm bảo từng khe răng đều khít và tất cả đều đạt kích thước tiêu chuẩn. Sau khi mô hình răng đã được sắp xếp xong, một phần trụ rỗng sẽ được hình thành ở giữa. Đây chính là khuôn đúc bánh răng khổng lồ. Nhưng tới lúc này, khuôn đúc bánh răng vẫn chưa hoàn thiện. Để tạo ra một khuôn đúc bánh răng hoàn chỉnh, họ vẫn còn nhiều chi tiết cần phải làm nữa. Những người thợ này đang đặt một mô hình bánh răng vào khuôn để xác định lỗ trục trung tâm của bánh răng trong khuôn đúc. Sau đó, xung quanh khuôn đúc răng, họ sẽ dùng đất đúc để niêm phong lại nhằm ngăn chặn sự cố tràn sắt khi đổ khuôn. Tiếp theo, họ sẽ dùng vật liệu phế thải xây dựng để lấp đầy, rồi dùng dụng cụ nén chặt đất lại. Việc làm này sẽ đảm bảo lực đỡ chắc chắn cho khuôn răng. Sau khi lấp đất xong, họ sẽ tiếp tục phủ lên bề mặt một lớp đất đúc và dùng bàn cạo chỉnh sửa cho phẳng bề mặt. Sau đó, họ sẽ chờ đất mới đúc cứng lại. Đây chính là chìa khóa để tạo nên một nền tảng đúc vững chắc. Sau khi nền tảng đã được định hình xong, thợ thủ công sẽ sử dụng quạt để làm sạch hố đúc. Ở vị trí trung tâm của khuôn đúc bánh răng, họ sẽ đặt một trụ tròn xuống. Chiếc cột trụ này chính là khuôn đúc trục giữa của bánh răng. Sau đó, bao quanh khuôn đúc của lỗ trục, họ sẽ đặt 4 khối hình bầu dục. Những mô đun này được sử dụng để tạo ra các lỗ giảm trọng cho bánh răng. Sau khi làm xong mọi việc, họ kéo lên một tấm ván để đặt lên trên hố đúc bánh răng. Trên tấm chắn có 4 lỗ hình bầu dục. Những lỗ này có công dụng rất quan trọng mà bạn sẽ thấy ở phía sau của video. Sau khi đậy nắp lại, tại vị trí đổ khuôn, họ sẽ lắp thêm một thiết bị dẫn dòng để thuận tiện cho việc đổ gang sau này. Đến đây, mô hình đúc của bánh răng khổng lồ đã hoàn thành. Lúc này, họ sẽ sử dụng 8 tấn thép để đúc những chiếc bánh răng khổng lồ. Để ngăn chặn thép nóng chảy đẩy bật nắp khi đổ khuôn, họ đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Hãy cùng đến với xưởng luyện kim. Các công nhân đang dùng xe đẩy chuyển từng chuyến kim loại tái chế vào lò đất để nung chảy. Dù không có thép hợp kim cao cấp, họ vẫn tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế nhờ vào kỹ nghệ luyện thép độc đáo của mình. Những công đoạn sản xuất này được thực hiện với độ chính xác cao, biến kim loại tái chế thành các sản phẩm chất lượng. Thép nóng chảy đã được luyện xong sẽ được nâng vào một thùng chứa thép có sức chứa 3 tấn và đặt nó trước lối ra. Hệ thống thủy lực sẽ từ từ nâng lò lên và đưa dòng thép nung đỏ chói vào nồi chứa. Khi nồi chứa đã đầy ắp thép lỏng, nó sẽ được nâng đến vị trí hố đúc và sẵn sàng để đúc bánh răng khổng lồ. Các công nhân phải trèo lên trên nồi sắt để giữ thăng bằng. Họ sẽ rắc hàn the vào trong nồi luyện thép vì nó có thể loại bỏ tạp chất ra khỏi thép lỏng. Sau khi dùng công cụ gạt bỏ tạp chất, quá trình đúc có thể tiếp tục. Các công nhân Pakistan khi đổ khuôn chỉ được trang bị một đôi dép cao su. Đây quả thực là điều vô cùng nguy hiểm đối với tính mạng của họ. Nhưng như câu nói, người chân trần không sợ kẻ mang giày. Trước sức nóng ngàn độ từ dòng thép nóng chảy, những người công nhân này thậm chí còn không nhăn mặt dù chỉ một lần. Họ đã dùng thân thể chống chọi lại nhiệt độ lên đến cả ngàn độ C. Sau một giờ đúc, 3 tấn thép lỏng đã đổ hết vào khuôn đúc bánh răng. Từ góc nhìn này, chúng ta có thể thấy rằng món đồ đúc này chắc chắn là một thứ siêu to khổng lồ. Vậy là khuôn đúc đã được hoàn tất. 3 ngày sau, khi vật đúc đã nguội đến nhiệt độ phòng, công nhân sẽ dùng xà beng để cạy lớp đất sét trên nắp đậy. Sau đó, nắp đậy được nhấc lên khỏi hố đúc.
phần bánh răng khổng lồ bên trong cũng từ từ được lộ ra. Tiếp theo, công nhân sẽ sử dụng cọc sắt để dọn sạch đất đúc xung quanh các điểm treo. Theo đó, 4 điểm treo đã được đúc lên từ lỗ hình bầu dục trên tấm nắp. Để nâng các bánh răng khổng lồ, các sợi xích sắt sẽ được buộc vào các điểm treo. Khi cần cầu bắt đầu hoạt động, nó sẽ kéo bánh răng khổng lồ lên từ hố đúc. Bánh răng khổng lồ sau đó được chuyển sang một bên. Người công nhân mang theo máy khoan điện để dẹp sạch đám đất đúc bám trên bề mặt bánh răng. Sau khi làm sạch lớp đất đúc, công nhân sẽ dùng mỏ cắt acetylene để cắt bỏ toàn bộ các điểm treo. Vậy là họ đã có được một bánh răng khổng lồ hoàn chỉnh. Tiếp theo, các phôi đúc được chuyển sang xưởng gia công. Một chiếc xe kéo 6 bánh được sử dụng để chở chiếc bánh răng khổng lồ chất lên thùng xe. Khi bộ phận đúc nặng 3 tấn được đặt lên thùng xe, chiếc xe đã bị ép bẹp rúm xuống. Thật khó mà tưởng tượng nổi trọng lượng của những chiếc bánh răng. Lúc này, những công nhân Pakistan có kinh nghiệm nhất sẽ gia công chiếc bánh răng khổng lồ này. Chiếc máy kéo đã vận chuyển bánh răng đến xưởng gia công. Đây là nơi công nhân sử dụng cần cầu để di chuyển bánh răng và lắp đặt vào một máy đưa phôi đầu bò. 3 thế hệ công nhân, từ già đến trẻ đã cùng nhau tham gia vào công đoạn này. Các kỹ sư cơ khí ở Pakistan, nhờ vào sự khéo léo và kinh nghiệm của họ, đã chứng minh tài năng của mình. Một công nhân 30 tuổi, nhưng qua 25 năm kinh nghiệm làm việc tại đây là một điều rất bình thường. Nghe thì có vẻ khó tin phải không các bạn? Sau khi lắp đặt bánh răng khổng lồ lên máy bào đầu bò, công nhân bắt đầu gia công cắt gọt lớp vỏ ngoài bánh răng để loại bỏ các vết rỗ bề mặt. Mũi dao cắt có thể xuyên thủng mặt ngoài của thép và cạo ra lớp vụn sắt nhỏ. Bằng cách này, sau mỗi lần xử lý thì bánh răng lại trở nên sáng bóng hơn. Sau khi cạo sạch bề mặt của bánh răng, công nhân bắt đầu cắt phôi bánh răng, mũi dao sắc bén bắt đầu xử lý phần trục của bánh răng. Từng vụn sắt rơi lả tả khiến người xem kinh ngạc trước sự sắc bén của công cụ này. Đối với những chi tiết không thể xử lý bằng máy, công nhân Pakistan sẽ dùng các công cụ cầm tay để gia công tĩnh. Họ cẩn thận dùng mỏ hàn khò để loại bỏ những khuyết điểm. Sau quá trình gia công cắt gọt, bánh răng khổng lồ đã hoàn thành. Mọi chi tiết đều đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất. Các bạn thấy đấy, chỉ bằng những công cụ thô sơ và kinh nghiệm của mình, thợ máy Pakistan đã tạo ra những bánh răng khổng lồ mà thậm chí các cường quốc công nghiệp cũng phải ngỡ ngàng. Có thể nói rằng với đôi tay khéo léo và óc sáng tạo vô hạn thì không điều gì là không thể. Hãy để lại bình luận của bạn về quá trình này nhé. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.